Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của Shop Bá Hùng Audio, kênh chuyên cung cấp và test những cái sản phẩm audio từ bình dân tới cao cấp, chuyên về hàng tuyển chọn. Hôm nay em sẽ làm cái clip hướng dẫn anh em thêm một lần nữa là để dưỡng cái gân vải xếp của các dòng loa. Thì hôm nay cụ thể là em hướng dẫn anh em dưỡng gân của cặp loa bass LE15B, chính là cặp loa bass của JBL L200 Studio Master. Em sẽ tiến lại gần để chúng ta cùng xem. Thì trước mắt anh em, đây là cặp loa bass LE15B của loa JBL Studio Master model L200. Thì cặp bass này thì đã được lâu ngày thì gân vải của nó đã bị khô. Cái việc này thì nếu như chúng ta không dưỡng thì nó sẽ dẫn đến là cái gân loa bass lâu ngày nó khô quá thì có thể có trường hợp là sẽ bị rách gân. Và rách gân vải này thì đặc biệt là sẽ không có đồ thay thế, anh em lưu ý như vậy nhá. Cho nên là khi mà chúng ta cảm thấy gân khô thì nên dưỡng lại cho cái bề mặt gân này cho nó mềm. Nó sẽ tạo ra một lớp bóng phủ lên và giúp gân luôn mềm và dai, không bị giòn. Nhiều cặp gân khô quá thì nó sẽ bị rách. Một là rách ngang, hai là rách dọc. Rách ngang thì còn có thể có cơ hội là vẫn có thể dùng được. Khi chúng ta dùng thêm lớp dưỡng gân phủ lên thì nó sẽ giúp gân nó dính lại với nhau. Nhưng còn rách dọc thì sẽ không có cách nào để cứu chữa được. Ví dụ như nó rách theo đường gân này, rách dọc này là chúng ta sẽ không thể cứu được. Và khi đánh nó sẽ gây ra một là tiếng phè, hai là tiếng, nói chung là cái chất âm và giải trầm, đặc biệt giải trầm nó sẽ không đạt được và nó sẽ kém đi rất nhiều. Nếu mà bị rách dọc, rách ngang thì chúng ta có thể có trường hợp là có thể cứu được. Như ở cặp loa bass này thì em đã dưỡng trước một lần do nó cũng khá là khô rồi. Chính vì vậy là cho nên em đã dưỡng trước một lần rồi. Thì đây là sẽ là lần thứ hai. Nếu như trường hợp nó khô quá thì chúng ta có thể dưỡng hai lần không sao cả. Chúng ta dưỡng hai lần nó tạo thêm cái lớp dày hơn thì giúp cho nó được gân được giữ mềm mại lâu hơn. Với những chiếc gân mà chai cứng thì cái dầu dưỡng này không có tác dụng làm mềm gân ra nha các bác nhé. Ví dụ như nó lâu ngoài quá hay những cái dòng gân mà nó bị chai cứng, chai sạn cứng thì cái nước chất sẽ không có cái chất nào mà để làm cái gân mềm ra được. Chỉ có những dòng gân mà nó còn mềm, chất này chỉ có tác dụng là dưỡng lên và giữ cái độ dẻo dai cho cái bộ gân, chứ nó không có tác dụng là làm mềm cái gân đã bị chai cứng nhá các bác. Những gân chai cứng thì hầu như là không có cách để cứu chữa. Chính vì vậy cho nên là anh em nên dưỡng gân thường xuyên hơn, và đặc biệt là dưỡng gân để giúp cho cái bộ gân được bền bỉ, không gây hư hại đến cái bộ gân của loa, đặc biệt là giúp tiếng của loa là đảm bảo. Bây giờ em sẽ tiến hành dưỡng. Các bác chú ý nhé, khi chúng ta dùng thì dùng những chiếc chổi nhỏ, bút mực, bút tàu, chổi nhỏ thì chúng ta quét đều lên. Trước khi thì chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ. Đây em đã vệ sinh rồi và dưỡng một nước rồi, đây em sẽ dưỡng một nước thứ hai. Chúng ta vệ sinh sạch sẽ tất cả để cho bụi không bị bám vào gân, và khi chúng ta dưỡng lên thì nó sẽ sạch sẽ. Chúng ta sẽ phủ một lớp lên trước, chú ý là xoay đều, không để vón cục lại và cũng không để động lại, thì giúp cho gân nó đều hơn và chúng ta nhìn cũng đẹp mắt hơn. Nếu mà chúng ta để chỗ dày chỗ mỏng thì khi nó khô lại thì nó sẽ tạo ra cái chỗ cũng nó khô lại, nó cũng sẽ bị dày mỏng, và thứ nhất là không đẹp mắt và thứ hai là nó cũng không tốt lắm. Chúng ta sẽ giải đều lên
Rồi đều lên. Rải đều lên. Sau đó, sau khi đã rải đều thì chúng ta bắt đầu thấm quét đều ra bên cạnh cho nó phủ hết hết những cái lớp xếp, lớp vải xếp đó. Các bác lưu ý là làm từ từ và nhẹ nhàng để tránh bị trường hợp là bị dây rớt ra màng loa hoặc là dây rớt ra bên ngoài thì gây mất thẩm mỹ, chứ nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta dưỡng không đều hay là dây rớt ra thì nó sẽ mất thẩm mỹ thôi, chứ nó cái chất này nó không ảnh hưởng gì đến loa cả, không ảnh hưởng đến màng, không ảnh hưởng đến bất kỳ một cái gì cả. Đó, sau khi đều thì chúng ta sẽ quét một lớp lần nữa cho đều. Bây giờ bên trong này chúng ta sẽ phải làm kỹ càng hơn, bởi vì cái mép bên trong này thì nó dễ bị dây ra màng. Chính vì vậy chúng ta phải làm kỹ càng và thật tỉ mỉ. Đặc biệt là với những màng loa màu trắng thì chúng ta dây ra thì nó sẽ rất là xấu. Màng màu đen thì dây ra thì sẽ không ảnh hưởng gì lắm. Những bác nào ở gần em có nhu cầu dưỡng thì em sẽ dưỡng miễn phí cho các bác. Các bác có nhu cầu cảm thấy gân loa của mình khô quá thì có thể mang qua em dưỡng miễn phí cho. Không, em sẽ không lấy phí. Còn những bác nào ở xa thì có thể mua những cái lọ dưỡng gân này về để tự dưỡng ở nhà và dưỡng cho anh em. Một lọ này thì chúng ta có thể dưỡng cả trăm đôi loa cũng không hết. Bên trong này chúng ta phải tỉ mỉ hơn chút, bởi vì là bên trong nó là màng loa, nên là khi mà chúng ta không làm cẩn thận thì nó dây rớt vào trong màng loa thì nó sẽ dẫn đến là mất thẩm mỹ. Đó, vậy là chúng ta đã xong. Tùy theo mức độ lớp dầu dưỡng dày hay mỏng thì thời gian khô sẽ nhanh hoặc là lâu. Chính vì vậy chúng ta nên dưỡng hai lần thì nó sẽ là hợp lý hơn. Ví dụ như là chúng ta dưỡng một lớp mỏng trước rồi sau đó cảm thấy ổn thì thôi, còn nếu mà cảm thấy mà chưa ổn lắm thì thêm một lớp nữa tiếp lên thêm thì sẽ tốt hơn là chúng ta bôi một lớp dày luôn. Đó. Đây là sau khi mà em đã hoàn thiện bôi xong với cái lượng em bôi như thế này thì sẽ cỡ khoảng 30 đến 40 phút là nó sẽ khô. Nó sẽ khô và nó sẽ chuyển màu sang như này. Đây, nó chuyển màu này. Nó sẽ thành màu đen bóng. Các bác nhìn thấy đen không? Và chúng ta sờ vào tay thì có cảm giác là nó sẽ dính lên. Đây, các bác cũng có thể nghe đấy, nó dính nhá. Sờ dính vào tay. Nó rất là mềm. Đây. Rất mềm mại luôn. Thì những cái lớp như thế này thì sẽ giúp cho gân dẻo dai hơn và bền bỉ hơn. Chúng ta chơi thì không lo là bị rách hay gãy, gập nữa. Nên là các bác nên dưỡng thường xuyên. Không hẳn thường xuyên, nhưng khi nào chúng ta sờ và cảm thấy nó khô, không còn dính tay và nhìn trên bề mặt thấy khô thì chúng ta dưỡng, mà cũng không nên dưỡng quá nhiều, bởi vì là dưỡng nhiều thì cái gân nó sẽ bị dày đi. Để khi nào nó bay đi, và nhưng mà để một lần dưỡng thì chắc là cũng phải 1 năm đến 1 năm rưỡi chúng ta phải dưỡng, bởi vì ở đây là những cái cặp loa mà chuyển từ bãi về nó rất lâu rồi, cho nên là cái mức độ khô của nó khô thì chúng ta mới phải dưỡng, chứ còn khi đã dưỡng thì chúng ta chơi thì an tâm là một vài năm không cần phải dưỡng lại. Đấy, các bác lưu ý nhé, đây là khi đã dưỡng xong và em đã để khô, chúng ta nhìn thấy rất bóng. Đấy, anh em nhìn nhé, rất bóng luôn. Như này thì sẽ tạo nên một cái lớp bảo vệ gân chắc và dẻo dai. Chúng ta chơi thì không sợ lo bị đây, mò bị rách gân. Đây nhé em, nó xào dính. Các bác nghe tiếng nó dính vào tay em không? Đây, như này thì chúng ta chơi rất an tâm luôn. Đây là em dưỡng rất cẩn thận. Tất cả những cặp loa về em dưỡng rất cẩn thận, tỉ mỉ và không để bị dây ra cái màng loa. Các bác thấy rất đều này. Đấy, cho nên các bác nào có nhu cầu ở Hà Nội, có nhu cầu mà dưỡng gân bị khô quá thì qua em sẽ bảo dưỡng miễn phí, không lấy tiền. Đấy, các bác an tâm nhé, qua bảo dưỡng miễn phí, lau chùi loa, dọn dẹp, bảo dưỡng luôn. Các bác cứ an tâm chơi. Đấy.
không mất phí. Và bác nào ở xa mà có nhu cầu mà dưỡng ấy, thì mua những cái lọ dưỡng gân này về và các bác có thể tự tiến hành ở nhà được. Dưỡng gân lọ này, một lọ này thì chúng ta có thể dưỡng được cỡ 20-30 cặp loa không hết. Và trên đây là một số những cái chia sẻ của em đối với anh em chơi audio. Những bác nào có nhu cầu ấy thì như em vừa nói thì cần dưỡng thì qua thì em sẽ bảo dưỡng miễn phí nhé. Rồi, xin chào các bác, chúc anh em buổi tối vui vẻ và luôn giữ được cái niềm đam mê chơi audio của mình. Rồi, xin chào các bác.